đứng trước một cô gái có thừa sắc đẹp để mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào, nhưng lại chứa đựng đầy nguy cơ hủy diệt như Khánh Chi thì Phúc hoàn toàn không có đủ dũng khí để mạo hiểm dù chỉ một lần. Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện trùng lặp và hỗn độn, nó xáo trộn không ngừng nghỉ ngay từ lúc bắt đầu. Mỗi con người vốn chỉ là một mắt xích tồn tại ngẫu nhiên trong guồng quay nghiệt ngã ấy, với vốn hành trang ít ỏi được trang bị ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời. Vạn vật trong vũ trụ đều biến chuyển không ngừng và lòng người cũng thế. Được quen biết Chi đã là một niềm vui tưởng chừng không gì so sánh nổi đối với một người hết sức bình thường như Phúc. Đến khi được cô chính thức nói lời yêu, anh không dám tin vào tai mình. Anh phải tự tay véo thật đau vào má mình để biết rằng mình đang còn thức chứ không phải đang chìm dần vào giấc mơ. Ngay từ khi mới quen, trong mắt cô thì Phúc không khác gì một gã ăn mày, tuy thông minh, nhanh nhẹn nhưng xuất phát điểm của anh rất thấp nên có nỗ lực cả đời cũng không thể kiếm đủ tiền nuôi nổi một con chim cảnh quý giá như cô. Khi cất tiếng khóc chào đời thì miệng Khánh Chi đã được ngậm núm vú bằng vàng nên cuộc đời cô coi như đã được mặc định là luôn luôn sống trong nhung lụa. Cho đến bây giờ, ai có thứ gì thì cô phải có thứ đó cho dù phải mua rất nhiều tiền. Hai cuộc sống đối lập nhau. Phúc sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, bốn người chui rúc trong một căn nhà cấp 4 sập sệ. Ở xóm làng gồi bên bãi sông, mẹ bán hàng hoa quả ở chợ đầu mối Long Biên, bố phụ giúp mẹ và thời gian còn lại chạy xe ôm chở khách kiếm thêm chút ít cho anh em Phúc ăn học. Thành tích học hành của Phúc là món quà lớn nhất để báo đáp công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Ngày anh vào đại học, bố mẹ đã vui mừng không kể xiết. Phúc là một người sống có mục đích rõ ràng và nỗ lực hết mình để đạt được mục đích ấy. Khổ nỗi, tham vọng của anh quá lớn nhưng lại được chứa trong một tấm tay không đủ dài để với tới đích. Anh không muốn cuộc đời mình lam lũ như bố mẹ và lại càng không thể để vợ con mình sau này phải sống trong cảnh giật gấu vá vai. Đôi lúc anh thầm ước, giá mình là con gái thì tốt biết mấy vì mình có thể chọn một người chồng giàu có và mình sẽ nhẹ bước thang mây để leo lên tới đỉnh vinh quang. Mọi cái đều được định giá rất rõ ràng, có thể không phải dùng tiền để mua nhưng sẽ phải đánh đổi thứ gì đó còn quý hơn tiền bạc. Khi anh tốt nghiệp và xin vào làm trong công ty kinh doanh vàng bạc đá quý của bố Khánh Chi, thì coi như đó đã là một thành công vượt trội so với đám bạn đang lận đận đi tìm việc hay làm bất kỳ việc gì để mưu sinh, mong có ngày để bố mẹ được nở mày nở mặt. Anh có một bộ óc thông minh và nhanh đến nỗi chỉ cần đếm xong ngoại tệ trên tay là có thể quy đổi ngay ra tiền Việt. Dù đó là tiền đô la Mỹ, đó là Hồng Kông, tiền Nhật, tiền Hàn Quốc, tiền Nga, thì con số quy đổi theo tỷ giá của từng loại được anh tính chính xác đến con số phần trăm chỉ trong tích tắc khiến cho bố cô cũng phải thán phục. Trong cửa hàng có mấy chục nhân viên nhưng Phúc là được coi trọng hơn cả và lương của anh cũng được hưởng theo năng lực. Ngoài khả năng nhạy cảm với những con số, Phúc còn có cái miệng khéo ăn khéo nói, không bao giờ để mất lòng bà chủ. Tính điểm cộng của hai phụ huynh thì anh có đủ tiềm năng để khai hỏa vào đồn có rất nhiều địch. Cầm cần câu trên tay không phải mối nào thả xuống hồ cũng câu được cá lớn. Phúc là người biết buông câu đúng lúc con cá hớ hình nhất. Anh rất thích cô chủ nhỏ, nhưng điều kiện của mình không đáng để đem ra so sánh với đối thủ, nên anh không thể chọn cách đánh giáp lá cả, bởi như thế sẽ bị bại trước khi lâm trận. Không giống với những anh chàng đang tấn công Khánh Chi, họ tặng cô những món quà đắt tiền, mời cô đi ăn trong những nhà hàng sang trọng, dù cô đi mua sắm hàng hiệu. Còn anh chỉ đứng một chỗ đếm tiền và quan sát. Mỗi lần Khánh Chi về đến cửa là cô dựng uỵch xe ngay dưới lòng đường mặc cho nhân viên của bố có trách nhiệm cất hộ. Có lần đang đông khách, mọi người mải làm việc không để ý và chiếc xe SH của cô không cánh mà bay. Thấy mất xe, cô la lên, bọn này không có mắt à? Không một ai dám trả lời, cô bước tới trước mặt Phúc hất hàm hỏi, nhìn thấy xe của tôi không? Phúc lắc đầu, tôi không được bố cô trả lương để làm việc đó. Tức giận ra mặt, Chi hầm hầm bỏ đi nhưng không quên buông lời nhục mạ, đồ cóc ghẻ nhà quê. Xinh đẹp không kém gì hoa hậu lại thuộc dòng độc trong nhà giàu có như Khánh Chi, mọi người nịnh còn chưa đủ vậy mà Phúc cứ giữ thái độ lửng lơ mỗi khi trả lời Chi khiến cho cô tức điên người. Vừa nhìn thấy bố bước vào cửa, cô liền chỉ mặt Phúc nói như ra lệnh, bố đuổi ngay anh ta đi cho con. Ông lại nhẹ nhàng, con yêu cầu bố việc gì bố cũng đáp ứng trừ mỗi việc này. Cục cưng của bố, ông thì thầm vào tai Chi, anh ta chính là thần tài của nhà mình đấy. Từ ngày có anh ta, việc làm ăn của bố lại gấp 5 rồi gấp 7. Chẳng phải con cũng được vung tay thoải mái sao? Mai bố đưa con đi mua chiếc xe khác được không? Tuần sau bố sẽ cho con gái kim cương của bố đi theo sang Singapore mua sắm thỏa thích. Cô ngúng mẩy đi lên gác rồi đóng sầm cửa phòng lại không cho ai vào, kể cả mẹ. Không ngờ chiêu này của Phúc lại có hiệu quả nhanh đến vậy. Chập tối, Chi thủng thẳng bước xuống, đứng chống tay ngang nạnh nhìn Phúc. Cô hất hàm hỏi trống không, tôi thấy thích anh rồi đấy. Dám đi chơi với tôi không? Phúc không dám tin đó là sự thật nhưng anh vẫn cố tỏ ra dũng cảm, có gì mà không dám chứ. Cô hất hàm, búng tay theo kiểu dân chơi, ok. Bước thấp bước cao theo Chi ra taxi, anh không biết điểm đến của mình sẽ là nơi nào.
Khánh Chi nhìn qua gương chiếu hậu thấy bộ mặt đang ngẩn tò te của Phúc liền phá lên cười, gì mà căng thẳng thế? Có phải gái nhà lành đâu mà sợ bị đưa vào động quỷ? Dừng lại trước một quán ba đèn hoa lấp lánh, Chi rút tờ 200.000 đồng chia vào mặt lái xe, miệng buông lời cộc lốc khỏi trả lại. Rồi cô nháy mắt ra hiệu, đi, chân chậm bước mà tim đập loạn xạ, Phúc tức ngực đến nghẹn thở bởi tiếng nhạc chát chúa phóng ra từ sàn nhảy hiện đại phía trên. Chi ngồi gác chân lên chiếc ghế cao không hiểu do vô tình hay cố ý mà chiếc váy vốn đã không dài lại được vén lên để lộ hàng chào khách cho phải phép. Một cái hất hàm, một cái búng tay thì ngay lập tức có phục vụ rót hai ly rượu ngoại, một điếu thuốc nhỏ và dài như que đũa được châm sẵn đặt hẳn lên môi. Nhìn cách búng tàn thuốc và nhả khói của Khánh Chi thì khối kẻ ngỡ ngàng. Một lát sau, cô cởi nốt chiếc áo khoác ngoài ném vào lòng Phúc, giờ chỉ còn lại cái yếm đỏ đeo hứng hờ dưới cổ và nó vốn không đủ dài để che đến rốn. Cô nháy mắt gọi Phúc, làm một ly đi cho phê rồi nhảy mới sướng. Không đợi xem Phúc có đồng ý không nhưng Chi vẫn lôi anh ra sàn nhảy. Bước chân anh lạc lõng giữa tiếng nhạc điên cuồng, còn Khánh Chi vẫn cuồng say như thiêu như đốt. Hình như cô đã quên mất là mình có đem theo một hộ vệ bất đắc dĩ. Khoảng hơn nửa giờ sau, Chi cùng đám bạn nhảy liêu siêu dìu nhau ra taxi, hình như họ lại tiếp tục cuộc hành trình cơn lốc đêm. Phúc chạy theo đưa áo và định nói điều gì đó nhưng không kịp. Anh chỉ nghe Chi ngoái cổ dặn lại, chỗ này anh không đến được, tự về đi nhé, hẹn gặp lại. Phúc thấy mình đang rơi vào một trạng thái chơi vơi, anh không biết mình đang vui hay buồn, nên đành nhắm nghiền mắt lại thầm nhủ, ông trời ơi. Ông làm ơn cứ để cô ấy mãi là cô chủ nhỏ của con. Con không bao giờ dám mơ đó là một nửa của mình nữa. Cơn bão lòng sắp nổi liệu có ai dự đoán được chăng?